lâu. Hết Tết nha. Từ bữa tới giờ mới livestream chém gió bà con. Bây giờ lo Tết, lo làm ăn với lo hú hí quá. Hello. Cô lại nghe nhạc thiền rồi hả? Đúng rồi, nghe nhạc thiền cho tịnh tâm bà con ơi. Chứ dạo này tâm hồn nó sao động quá, phải nghe để cho nó tỉnh lại, để tập trung vào chuyên môn. Chúc chị Mai năm mới phát tài hả? Cảm ơn mọi người, chúc bà con vậy nha. Năm mới phát tài nha. Tôi không có đóng cửa, tôi làm việc xuyên Tết. Nhưng mà mấy ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 là mình làm từ sáng tới chiều, có khi tới tối, rồi tối rồi mình cũng đi chơi. Nhưng mà từ bữa nay trở đi là ở nhà tu tâm dưỡng tánh. Chuẩn bị cho công việc sắp tới. Ngày 8, mùng 8 là tôi lại khởi công ở những cái tầng trên của cái căn nhà này rồi. Cho nên là không có đi chơi Tết, hết Tết rồi. Con chào bố Công Vũ. Bố ăn Tết vui không? Con thì không có gì vui hết. Hello. Dễ thương mà chắc thương không dễ hả? Đúng rồi, thương tôi khó lắm bà con. Nhìn có vẻ dễ thương, hoặc là nghe có vẻ dễ thương, nhưng thực ra là tôi rất là khó ưa. Hello, it's me again from Philippines. Hello, it's me again from Vietnam. Thank you. Thank you again. Ngày mai đi học rồi hả? Yeah. Hình như chút nữa tôi cũng có phụ huynh học sinh tới xin học cho con người ta. Bây giờ vào việc hết rồi bà con. Trời ơi, mùng 6 này là do dính vào chủ nhật á. Nếu mùng 6 mà vào các thứ khác thì mọi việc bắt đầu từ mùng 6 rồi. Cảm ơn chị Valentine Rose. Chúc chị năm mới phát tài nha. Dạ, yeah, chúc mọi người năm mới phát tài nha. Em đang chờ phát. Mới hôm nay phát cục tài cho cái ông sửa nhà để mùng 8 bắt đầu khởi công rồi. Gì sao Tết mà chị bận áo rách hả? Trời ơi, ai biết đâu, ai biết áo rách đâu. Trời, hôm qua tôi đi chơi, tôi đi khắp phố phường của Sài Gòn, rồi đi vô nhà hàng, đông người vậy mà áo đằng sau rách đâu biết đâu. Sáng nay về cái làm khách rồi, khách mới nói ủa sao em mặc áo rách vậy. Lúc đó soi gương mới biết luôn á. Trời ơi, thảo nào hôm qua bạn tôi nó cứ đứng sau tôi. Nhưng mà không nhắc mình để về nhà thay áo mà cứ đứng sau để che mình, ghê thiệt chứ. Nghèo thiệt bà con ơi. Hello. Gì? Chúc năm mới vui vẻ. Dạ, cảm ơn mọi người. Năm mới vui vẻ nè, vui mới bật livestream nè. Thì chắc ai cũng nghĩ là áo kiểu, không có áo kiểu đâu. Rách kiểu như là chuột cắn rồi đó. Ủa mà nhà tôi đâu có chuột, nhà tôi chỉ có chó thôi. Không lẽ con chó tôi nó cắn áo tôi. Hello, nhớ em không chị Mai ơi? Nguyễn Trung hả? Em như thế nào? Trời ơi, gợi nhớ đi. Năm mới sức khỏe nhiều tài lộc nha. Cảm ơn AB Trần. Năm mới phát tài nha. Tôi đang cố gắng để năm con hổ này thành công hơn những năm trước. Nghe thầy bói nói tuổi của tôi năm nay là đột phá, mà không biết có đột phá không hay phá không, không có đột. Hè này về Việt Nam ghé tiệm em nhé. Ok anh Sang Huỳnh.
hè này mà Việt Kiều được về Việt Nam nhiều lắm đúng không? Tết em nghe nói cũng có một số về nhưng mà vẫn ít quá à. Trời ơi, Sài Gòn năm nay Tết buồn thiêu. Vậy chị chuyển tiệm rồi hả? Không, tôi mở tiệm riêng mà con. Tôi không có tiệm nào hết ngoài cái tiệm này. Trước tôi chỉ là đi làm thuê thôi bà con ơi. Nên đó không phải là tiệm của tôi nên không thể nói là chuyển tiệm được. Bây giờ tôi mới mở tiệm riêng. Bà con có gì thì qua ủng hộ tiệm của tôi nha. À, hè mới được về anh, ok. Có gì thì anh cứ ghé ủng hộ em nha. Chị Mai xinh quá hả, cảm ơn. Dạo này phải xinh, phải tươi nữa bà con. Bà còn phải hăng say làm việc để còn giàu nữa hả không? Mới tắm rửa sạch sẽ, đang nằm mà nghiêng cho ráo nước, chờ phụ huynh học sinh tới xin học. Đợt em lên chị xăm full lưng hình người yêu em đã rồi. Chị kêu mốt, mốt chị lên cover lại, chị cho em đeo khẩu trang. À chị nhớ rồi, mày xăm full lưng người yêu sao? Bây giờ mày đã quyết định là cho người yêu mày đeo khẩu trang chưa? Chừng nào mà mày muốn cho người yêu mày đeo khẩu trang thì mày lên đây chị. Chị biến người yêu thành đeo khẩu trang hoặc là thành một cô gái nào đó mà không phải người yêu em, không? Gì? Chúc chị Mai nhiều sức khỏe, cảm ơn mọi người. Tôi cũng đang cần sức khỏe. Dạo này ăn chơi hơi nhiều à con, hơi hao sức, nhìn hơi hốc hác. Bữa nào em qua sỏ rúng nha, ok. Qua đi em, chị chùm sỏ đây. Chúc đồng niên một năm mới an khang thịnh vượng. Cảm ơn mọi người. Chúc cả nhà năm mới phát tài, sức khỏe. Trời, tôi không có chúc lại từng người được nha. Đừng nói tôi tại sao chúc qua mà không chúc lại nha. Ngồi chúc chắc hết giờ luôn á bà con. À, tôi mở cửa từ 10 giờ sáng tới 10 giờ tối. Vì câu chuyện áo rách hả? Có áo rách, trời ơi sáng ngại cũng chết luôn. Chị khách kêu trời sao nghèo dữ em. Đây. Đấy, úi giời ơi, vậy mà đi vô nhà hàng, đi chơi tùm lum hết. Xong xong bữa trước bữa sau chia tay á chị Su Cà Na. Ủa vậy hả em Trung? Chị cũng có một người bạn, ngày hôm trước người ta xăm chân dung người yêu xong hôm sau cũng chia tay á, giờ cho đeo khẩu trang luôn rồi. Bởi vậy nên em em thích thì qua đây, chị biến thành cô gái khác gây xa, hoặc là mặt quỷ, hoặc là cho đeo khẩu trang. Chứ giờ mày để cái lưng đó mày không có bồ mới đâu con. Chị Mai ngày càng đẹp hả bà con? Dạo này tôi được bổ sung vitamin cho nên ngày càng đẹp hả bà con? Hồi trước không có vitamin để bổ sung. Gì? Năm mới có người yêu mới hả? Yeah. Người yêu mới lúc nào đã có bà con? Khang Khang, tối nay có xuống học không Khang? Mê tôi lắm hả? Mê tôi nhớ qua tôi xăm mình nha. Mai nói chuyện lúc nào cũng dễ thương hả? Dạ, nói chuyện dễ thương để chơi với ông, để khách nghe dễ thương, khách qua xăm á bà con. Đang dụ á. Hello bố, Tết này con không về quê bố ơi. 15 năm rồi con chưa có về quê ăn Tết. Con đợi chừng nào đủ 20 năm rồi con mới về quê ăn Tết luôn bố à. Ăn chocolate Pháp không anh mang về cho. Dạ, yeah, cái gì em cũng ăn hết anh. Pháp em nghe nói cái gì cũng tốt hết á. Anh cho cái gì em nhận đó à. Bình thường á mọi năm Việt Kiều về khách hàng á người ta mang nào là rượu nè, nào là bánh kẹo, trái cây, quần áo, dầu thơm, mỹ phẩm,
Em tùm lum có người cho cả kim cương luôn. Nhận cho gì nhận đó. Em đang chuẩn bị xuống nè chị mèo. Ok xuống đi. Trời bữa nay con xin nó off nên có mình chị ở tiệm, nhưng chốc à buồn quá à. Cần có Khang ở bên cạnh. Ok chị, dịp nào em lên cover lại chứ từ lúc chia tay tới giờ em ế luôn rồi chị ơi, khổ thân. Ờ à, mày lên đây. Mày lên đây chị cover lại giá hữu nghị nha. Rút kinh nghiệm nha, từ giờ tôi nói với mấy trăm người ở trên livestream tôi nghe nè. Đừng ở nên xăm tên người yêu. Nếu mà thích thì mình có thể xăm hình đôi để làm kỷ niệm. Chứ đừng ở nên xăm tên hoặc là xăm chân dung người yêu nha. Mình có thể xăm chân dung con cái, gia đình, những người thân, những người máu mủ. Nhưng mà tên với lại chân dung của người yêu thì mình đừng nên, phải không? Bản thân của tôi nè, tôi cũng xăm tên người yêu nè, phải không? Bây giờ chia tay con mẹ nó rồi, bây giờ đang suy nghĩ coi cover cái gì đấy. Cũng mệt lắm luôn. Còn cái anh bạn kia, hồi mấy năm trước là anh lên tôi, anh xăm chân dung bích cái lưng luôn. Chết mẹ rồi, bây giờ đổi nó thành gây xa đi Trung ơi. Yêu thì lúc mà nó nồng thấm thì muốn trao cho nhau tất cả, hiểu không? Tới khi toan rồi đầu má, lúc đó hối không kịp. Gì? Thôi mà thay người yêu như thay áo mà cũng xăm. Ờ bởi đúng rồi chị ơi, xăm lên cái nó đi luôn, đúng rồi. Nhớ nha. Hello Tina, nhớ nhớ. Có album hình Tết chưa chị Mai? Có rồi, quên, bữa giờ quên, không có đăng lên Facebook. Đăng báo xong quên, không đăng Facebook, để chút nữa tôi đăng Facebook cho bà con like nha. Bữa 29 Tết có đăng báo rồi đó bà con. Bên anh nước hoa Pháp nổi tiếng. Dạ trời ơi, nước hoa Pháp thì còn gì bằng nữa. Mỹ phẩm với lại thuốc của Pháp thì còn gì bằng nữa. Trời ơi, anh mà cho em mấy đó quý lắm luôn á. Dạo này em nghèo lắm, em hay tăng xin giảm mua lắm, mọi người thông cảm nha. Thằng ôm cá chép Nhật lên khung khoảng bao nhiêu? À nếu như em lên khung kính lưng thì khoảng 7-8 triệu em. Một cái khung kính lưng. Em định xăm cái hòm để che tên người yêu trên ngực. Thôi Bùi Ân ơi, bây giờ có thiếu gì cái để che. Em thích thì qua đây chị che, đừng có xăm cái hòm. Tự nhiên nhìn cái hình đó nó không đẹp, phải không? Nhìn nó không có gợi cảm, không quyến rũ. Tự nhiên bây giờ bồ mới của em đi, dở ra đang tính ấy, cái nhìn thấy nguyên cái hòm vậy, cái cục hứng, phải không? Qua đây để chị thiết kế cho một cái nào đó mà nhìn vô là muốn nhậu. Che tên người yêu cũ mà người yêu mới nhìn vô muốn nhậu. Em khai xuân chưa hả? Dạ em khai kim từ bữa mùng 1 luôn rồi. Ngày nào em cũng có khách hết đó. Cái gì bé Vi, có kịp nhậu gì đâu mà hết Tết hả? Bữa nào qua hay rảnh nhậu nha bé Vi ơi. Thèm đồ ăn quá, hay rảnh quá à. Nhiều lúc cũng muốn đi xe qua bển để mà ngồi ăn nhưng mà ngại. Bữa nào sắp kèo chị qua hay rảnh ăn á nha bé Vi ơi. Nửa lưng được không chị hả? Được, nửa lưng này em cứ nửa số tiền đó. Nếu mà lên khung giờ lưng em sửa cái gì? Trung ơi lên đây. Lên đây chị cho một vài cái ý tưởng rồi em lựa chọn. Cover khuôn mặt cũng dễ mà, biến thành mặt khác cũng được, hoặc là thành mặt quỷ cũng được, phải không? Gì? Bấm lưỡi dễ lành không anh? Nhanh lành lắm, khoảng mấy tuần, 2-3 tuần là lành hẳn hả em? Chị yêu ơi, chúc chị yêu năm mới phát tài phát lộc. Cảm ơn Yến Vi. Em năm mới cũng phát tài nha. Gì anh
sang Huỳnh. Cho em xăm giảm giá cho anh nhé. Ok anh. Bây giờ không mà chơi mình đổi đi. Ví dụ như anh mang đồ của Pháp về, xong em đổi hình xăm với anh à, tính tiền ra đổi thôi anh. Được luôn. Thay vì em phải nhờ người mua xách tay bên Pháp đúng không? Bây giờ anh xách về cho em, em xăm trừ được không? Nhà em không có gì ngoài mực đó. Dùng mực để đổi những thứ khác ok. Ok. Dạo này nhìn đẹp để đón thằng khác à chị? Đúng rồi. Đẹp để đón khác chứ. Mình phải mới chứ, mình phải ngon chứ, để cho người sau tới nó hưởng chứ. Chứ tại sao mình cứ phải như vậy, hoặc là mình phải xấu đi, hoặc mình lụi tàn đi không? Để người sau bị thiệt thòi. Bà con để ý coi, khi mà chia tay á, người đàn bà lúc nào cũng bén á. Lúc nào cũng có giá đó. Gì? Chữ tình là gì sao buồn quá Mai ơi? Tôi hết buồn rồi nha. Ai buồn vì tình này buồn với tôi hết buồn rồi. Tôi đang bình thường, à không, đang vui phơi phới à. Vì vậy phải buồn. Buồn vừa thôi. Buồn vài hôm thôi. Nói không buồn thì mình phũ phàng quá. Nhưng mà buồn nhiều cũng chẳng được tích sự gì hết. Hello build up, thấy. À biến thành mặt khác được, kèo thơm phức luôn. À trông kèo thơm. Hay giờ quen con nào đi, lên đây chỉnh thành mặt con đó. Hình xăm mà mày làm như hình vẽ, muốn tô muốn xóa làm sao cũng được. Không được đâu nha em. Cô ơi mẹ con xỏ khuyên về mà nó hơi nhức. À Tiên, mẹ của em mới xỏ khuyên mũi đúng không? Mới xỏ thì nó hơi nhức, đúng rồi, từ từ nó sẽ hết nhức. Nếu có xăm em alo chị. Ok rùa ngốc, chị chờ nha. Không gì là mãi mãi cười nhẹ. Trời cười ha ha vô anh, cười nhẹ làm chi. Chắc chắn rồi. Chắc chắn không gì là mãi mãi rồi. Ngọt ngào đến mấy rồi cũng tan thành mây. Đâu. Ok anh Sang Huỳnh, khi nào anh gần về em muốn nhờ anh mua gì thì anh mua. Dạ ok, khi nào anh gần về anh nhắn tin cho em nha. Em cũng muốn mua một số thứ bên Pháp lắm. À, khi nào anh về mà anh mà có đợt nào mà hàng hiệu nó đang sale á, đang sale 70% thì anh nói em để em mua một ít hàng hiệu em xài. Gì? Người chị, người nhìn không buồn nhưng trong tâm rỉ máu chứ chị hả? Rỉ gì nữa em? Rỉ máu gì? Chị mới tới tháng xong giờ khô queo rồi, hết rỉ rồi em. Máu á, tháng rỉ một lần vậy đủ rồi, hết rỉ máu rồi em. Bây giờ đối chị bình thường á, nhắc tới chuyện tình yêu cũ nghe mắc cười thôi chứ không có gì buồn nữa nha. Mọi người đừng có nhắc người yêu cũ tôi đây nữa. Tôi có người yêu mới rồi hả? Có người yêu mới rồi. Nhắc đây mất hay đi hả? Ai cũng có người yêu mới rồi, nhắc nhau chi hả? Không gì. Phát tài chưa chị hả? Chưa. Mới phát tiền cho người ta thôi à. Năm mới chưa vô cục nào mà ra mấy cục rồi bà con ơi. Cũ không đi sao có mới được, đúng rồi. Có mới mình phải nới cũ ra chứ. Gì? Chị nói thế má đỡ không nổi. Ừ. Sao mà đỡ được? Ở trên đời này á, đừng nghĩ là mình sẽ đỡ được tất cả mọi chuyện đâu. Có những chuyện mình không thể nào mà đỡ được đâu em. Nhìn buồn lắm hả? Nhìn tôi á hả? Nhìn tôi buồn lắm hả? Dạo này tôi tươi tắn thế này mà bà con vẫn còn nhìn thấy buồn. Có lẽ là do cái mặt tôi buồn.
trai gọi chờ chút. Hả? Bây giờ anh đi phòng cho anh về trễ nha. Ok, về nhắn. Nha. Về nhắn tin nha. Ok. Ok. Chờ nghe tin vui á. Trai gọi. Gì có mượn không em cho mượn. Mượn gì em? Mượn tiền á hả? Thôi chị giờ lượm bạc cắt em ơi, đâu có tiền đâu đóng tiền lời. Chị không có mượn tiền góp đâu. Ai cho mượn mà không có lấy lời thì ok mượn. Tại giờ cũng đang cần khoảng mấy trăm á bà con. Nhưng mà mượn không lời nha. Mượn có lời là không có mượn đâu à. Gì? Đúng rồi, nhìn mặt chị buồn lắm hả? Đã nói hết buồn rồi. Đừng nói tôi à, nhìn mặt buồn 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 chi hết á. Chắc là do cái nét mặt của tôi nó buồn vậy thôi. Chứ còn tâm trạng tôi đang phơi phới bà con ơi. Hello Hương Lavender. Năm mới vui vẻ nha. Em ở Long Xuyên, An Giang hả? À, vậy khi nào lên Sài Gòn xăm thì gọi chị trước nha. Để chị sắp xếp cho mất công lên mà không báo trước là lúc đó chị đang làm khách rồi. Phải chờ không rồi đi về cũng tội lắm. Vậy phát tài chưa thấy mà thấy phát tướng hả? Tôi phát tướng hả? Đâu có đâu bà con. À, phát tướng gì? Tay gậy này mà phát tướng gì? Chẳng qua để cái điện thoại gần cái mặt nè. Mọi người tưởng bự. Đó, để xa chút nữa thì vẫn gầy bà con ơi. Tôi có 40 mấy ký thôi, 47, 48 ký thôi. Mà 1m67 làm sao mà mập nổi. Chị ơi, em sỏ khuyên mũi mà không biết đeo khuyên, chị tư vấn cho em. Ở đây nè, đây là lỗ sỏ, xong cái khuyên mũi là cái khuyên hình chữ L như thế này, thấy không? Xong rồi em đưa cái đít vô, đưa cái đít vô rồi, xong rồi bẻ xong, ổn chưa? Hello Huỳnh Sam, chị em bí quyết đẹp hoài như mai đi hả? Có ở đâu đẹp hoài bà con? Bây giờ bà con á, muốn bí quyết đẹp hoài đúng không? Ở trong nhà lắp một cái đèn vàng. À không phải một cái mà lắp toàn bộ đèn ở trong nhà làm đèn vàng. Mà vàng kiểu vàng nắng, vàng dịu thôi. Không phải vàng như là vàng mấy cái bấm tròn à, là ánh đèn vàng nó sẽ làm cho những cái khuyết điểm ở trên mặt của mình á. Đèn vàng, đèn sân khấu mà nó bị mờ đi những khuyết điểm trên mặt của mình à. Còn da thì lúc nào mình cũng rửa mặt cho sạch, sáng rửa một lần, tối rửa một lần. Mình không phải xài mỹ phẩm, vì xài mỹ phẩm nó sẽ làm cho da của bạn bị mềm, bị mỏng đi rất là nhiều, lộ gân máu rồi lộ nếp nhăn nhiều, thì vậy là da khỏe vậy được rồi. Còn ăn uống thì ăn ít thôi, đừng ăn quá nhiều, mỗi bữa ăn đủ sức làm, đói ăn thêm miếng nữa thôi. Đừng nhậu, không nhậu là như tôi à. Đó là cái thói quen sinh hoạt tôi đó giờ. Hello chị Hoa Helmer, lúc nào chị về Việt Nam tư vấn cho chị mấy hình đẹp. Dạ ok chị, em đang chờ mọi người về Việt Nam quá trời đây. Bao nhiêu năm rồi không có làm cho khách Việt Kiều. Bình thường lượng khách Việt Kiều của em lớn lắm á, mà từ ngày Covid tới giờ lâu lâu nhỏ giòn được vài người thôi. Ok anh Sang Huỳnh, hẹn gặp lại anh. Hello à, tiệm tôi mở cửa làm việc bình thường. Lâu không theo dõi chị, hôm nay em vào Facebook mới biết chuyện, mạnh mẽ lên nhé chị, chúc chị luôn mạnh khỏe.
Ok em, chị luôn mạnh mẽ mà, chị không dễ gì gục ngã đâu. Với lại chị cũng có thực lực chứ đâu phải là không có thực lực đâu. Để mà khi mà có chuyện thì mình gãy, mình có thực lực mà. Và mình khi mà mình có chuyện mình càng muốn chứng tỏ cho người khác thấy được cái thực lực của mình tới đâu, chứ không như những gì người khác nghĩ và người khác nói à. Chị ơi, em muốn sửa hình xăm trên tay em lại. Ồ, bánh bèo, bạn muốn sửa hình gì, bạn chụp hình cái tay của bạn gửi qua cho mình đi, để mình coi như thế nào. Hoặc là bạn tới tới tiệm của mình luôn, mình thiết kế tư vấn mẫu trực tiếp tại chỗ thì nó sẽ tốt nhất. Hello, chúc chị Mai năm mới vui vẻ, nhiều may mắn, bình an và sức khỏe nha. Cảm ơn mọi người, chúc bà con năm mới sức khỏe phát tài nha. Đừng ai mà nhắc tên người yêu cũ tôi vô đây nữa, trời ơi. Dạ em inbox chị nha. Ok, tiệm của tôi ở số 51 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận Nhất bà con. À, cô nhớ con nha Tiên, mới sáng gặp đấy mà. Đăng hình cô lên Facebook chưa? Hồi sáng tôi có một fan nhí, fan nhí dắt mẹ qua xỏ mũi, dễ thương lắm. Tôi được cái có một lượng người nhất định thích mình, từ người già tới con nít luôn. Alo chị Hồng, chị bị ngáo bản nhạc này luôn rồi à? Nghe này nó yên tĩnh, nó tịnh tâm mà chị. Với lại khi mà em livestream á, em hay mở cái nhạc này để mà người nghe, nghe giọng của mình rồi nghe cái nhạc này người ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng nữa. Tại mình xăm mình mà, mình mở hip hop, rock, rap rồi á, mình nói chuyện mình còn cần phải la lớn để mà cãi lộn với mấy thằng hát ở trong cái loa nữa thì nghe nó mất hay. Gì? Tiếp xúc sở khuyên mũi chị em bỏ đít vô nhưng không xoắn vô được. À em Phương Phương ơi, nếu như em không làm được em qua đây chị làm cho em, chị giúp cho. Bộ có người yêu mới rồi nên mới nói người yêu cũ nè. Đúng rồi, tôi có người yêu mới rồi bà con. Trời ơi, tôi thấy vậy có người yêu mới lẹ lắm. Mình thích lúc nào thôi hả không? Chứ gần lúc nào cũng có danh sách xếp hàng chờ sẵn nha bà con. Không có buồn nhiều đâu, yên tâm nha bà con. Tên bài này là gì hả? Bây giờ anh cứ lên trên YouTube á, anh mở nhạc thiền không quảng cáo thì nó sẽ ra một cái list. Bài này khoảng 1 tiếng đồng hồ á, là bài đó, bài mà có tượng Phật tổ ngồi á. Nhạc thiền không quảng cáo nha bà con. Tôi tịnh tâm chưa hả? Tịnh rồi, tịnh tâm lắm rồi. Tịnh tâm rồi mới lên livestream ngồi nói chuyện với mọi người, chứ còn không có tịnh tâm là không có livestream đâu. Ê Thư, Thư với chị Hồng khi nào vô đây ạ? Khi nào vô đây để chị đi qua Campuchia chơi nè. Cảm ơn chị Lan Anh, chúc chị năm mới phát tài nha. Ok, anh Tuấn Messi. Gì, bữa thấy chị đăng hình với anh nào á? Trời ơi, thấy tôi đăng hình với người ta là bà con vô chúc hạnh phúc quá trời đúng không? Cảm ơn nha, hy vọng là sẽ hạnh phúc. Tôi đăng hình người của công an. À, bà con thấy đẹp đôi không? Đó.
Đẹp rồi chưa? Đăng rồi đó. Nè, 68 bình luận chúc hạnh phúc quá trời luôn. Chắc hạnh phúc quá. Em cảm ơn, nhưng mà xa quá em không đến được. Em đang dùng loại khuyên xoắn đúng không? Cái này là khuyên chữ L, nó vô rất là rệ, là dễ. Còn em dùng khuyên xoắn á, thì em dùng cái cây thẳng của khuyên tai như thế này nè. Em chọt qua trước để cho cái lỗ nó thông trước, rồi em đưa cái chữ, đưa cái loại khuyên xoắn nó vô. Em vô, em đưa vô á, thì em phải xoay 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 để cho cái xoắn nó đi theo cái đường mũi của em, chứ em không có bỏ thẳng vô được đâu. Gì? Nói tôi miệng rộng mũi tiệt hả? Hay nói ai? Miệng rộng mũi tiệt thì sao bà con? Mũi tiệt giờ về muốn đi chấm mũi dễ ẹt thôi mà. Cô ơi, con là Cát Tiên, còn chị hai con nữa. À, là em của cái em hồi nãy đúng không? Trời ơi, Phan Nhí, Phan Nhí. Giờ mà nói tới chuyện yêu đương thì mình nên nghĩ tìm cái túi ni lông để ói. Ờ à, đúng. Đúng á mọi người ơi. Đừng nói tới chuyện yêu đương nữa. Tôi qua rồi cái tuổi yêu đương rồi bà con. Bây giờ mình tìm già rồi, yêu gì nữa. Mình tìm người mình thương à, thương mình là được rồi. Tìm chị này đâu hả? Đây để tôi ghim cái địa chỉ của tôi. 51 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1. Đó, có gì bà con kiếm tôi thì cứ qua địa chỉ đó. Dễ kiếm lắm. Tôi ở ngay khu trung tâm luôn á bà con. Ở ngay ngã 6 Phù Động á, gần đường Nguyễn Trãi, gần khách sạn New World, chợ Bến Thành, qua đây cũng khoảng mấy trăm mét cây số à. Nhạc này hay nè em, mà tên gì chị mở chả được. Đây, để em chỉ cho mọi người. Mở cái link nhạc nha. Nhạc thiền. Phật giáo. Không quảng cáo. Nè bà con, đây. Nó là cái link này nè. Đây, nhạc thiền không quảng cáo nè. Cái bản này mới là không có quảng cáo nha. Ngày xưa tôi nghe cái bản kia, bây giờ nó mười mấy triệu view rồi thì nó quảng cáo nhiều lắm. Còn đây là cái link này nè. Search nhạc thiền Phật giáo không quảng cáo, nó ra cái này thì bà con nghe, nghe rất là êm đềm đó. Của tác giả Tâm Dũng Nguyễn nè. Tôi nghe 8 năm nay luôn rồi bà con. Cho chị hỏi em có đào tạo học viên không? Dạ có chị. Chút nữa cũng có một vị phụ huynh tới xin học cho con nè. Em đang ngồi chờ nè. Em đào tạo học viên lâu lắm rồi chị. Nhiều học viên lắm rồi. Em theo dõi chị hồi học cấp 3, giờ được 5 năm rồi. Wow, giờ học đại học luôn rồi hả? Cảm ơn em đã luôn theo dõi chị nha. Thư Thư sang tháng vào ghé hả? Ghé làm tiếp cái chân đúng không? Bộ nail ổn không? Mùng 1 Tết qua tiệm làm cho tao đó Trang. Dễ thương không? Tính sơn màu đỏ thôi mà lấy màu vàng chấm chấm thành mấy cái bông mai. Chị không làm cùng anh Vinh nữa không? Chia tay rồi sao làm cùng nữa em? Trời ơi, tự nhiên mình đi làm lính người ta chi? Bao nhiêu năm mình làm lính mà
mà với cái hình thức là làm vợ rồi, không giờ mình nghĩ ra ri năm mới là đỏ, hy vọng năm nay đỏ. Mùng 9 mày vô đúng không? Mùng 9 mày vô đúng không Trang? Vô rồi coi, để tao sửa ba cái lầu bên trên xong rồi tao mày nghiên cứu làm chuyến đi Trung Quốc. Ok không? Xúc tiến luôn cái vụ kia đi, năm nay được tuổi làm luôn. Hello em Sarah. À, trả lời tin nhắn của em đúng không? Cái hình của em sửa là chị thấy cái hình của em rất là đen. Sarah. Nè, chị phân tích cho cái hình này của em á, rất là đen. Mà em muốn á, một cái hình nào đó nó ôm chọn cái hình này thôi á, thì cái hình đó nó cũng đen nữa. Cho nên nó rất là thô, em thà em giữ lại cái hình này luôn. Mình chỉnh sửa sao cho đều nét với lại chấm trắng rồi lại cho nó nổi bật lên. Còn đỡ hơn là em sửa một cái hình mà nó vừa ôm cái hình này. Chị nghĩ là em nên giữ cái hình này, còn em muốn thêm cái gì đó cho nổi bật hơn á, thì em làm ví dụ như nó đang, cái hình này nó nằm ở trên một cái hình nào đó màu sắc tươi tắn. Chứ còn để mà em che cái hình này là thua luôn á, thua luôn ấy, cái bắp tay của em á. Đúng rồi, đó là chị tư vấn thiệt lòng. Tại vì ở trong màu xăm á, không có cái màu nào mà nó che được cái màu đen đậm như vậy đó. Chỉ có màu đen mới che được màu đen thôi. Mà em làm cho tay ngay bắp tay đen thui, trong khi mình da trắng chết. Mà cái hình nó cũng không tới nỗi nào, chẳng qua là nó không đúng sở thích của em thôi, chứ không phải là nó xấu. Nhiều người người ta thích hình như vậy đó. Nên có gì em cứ suy nghĩ cho kỹ ha. Chứ đừng có vội vàng đi che, là trời ơi má ơi, che cái mấy cái hình tươi tươi là nó lộ nguyên cái hình cũ của mình lên, mà lúc đó nó tèm lem tút lút nữa. Cái gì năm nay sao xấu hả, để vào đó rồi xem sao. Ok, trời ơi xấu đẹp mẹ gì, thời tới thì làm thôi. Mèo thần tài 3/4 bao nhiêu chị? 3/4 là 3/4 cái gì em? 3/4 lưng á hả, hay 3/4 tay, hay 3/4 chân? Chúc mai năm mới làm ăn phát tài phát lộc. Cảm ơn mấy chị. Mấy chị muốn em phát tài thì mấy chị ghé ủng hộ em nha. Ok em Sarah, có gì em qua nha, chị tư vấn thêm cho. Thà làm lại chứ còn che là hạ sách. Hello. Yes, I'm okay. Đó, bà con cứ muốn sửa cái gì thì cứ gửi qua tôi tư vấn cho. Qua năm tôi sắp xếp nhân sự nhiều hơn, phục vụ bà con được bén hơn nữa. Bà con yên tâm về chất lượng thợ thuyền rồi tay nghề bên tôi ha. Tôi đang trong quá trình xây dựng lại một cái thương hiệu nên tôi không có để sơ sót một chút nào hết á. Sẽ cố gắng làm cho mọi người hài lòng hết mức có thể luôn. Cho chị xin tên bản nhạc hả? Dạ đây. Ai mọi người vô YouTube search nhạc thiền Phật giáo không quảng cáo, nó ra cái bản này. Bản của Tâm Dũng Nguyễn nè, nhạc thiền không quảng cáo nè, có cái hình nền như thế này. Thì mọi người click vô nghe. Nghe hết sức là thanh tịnh luôn. Khổ 3/4 hả? Khổ 3/4 là khổ gì? Khổ A4 hả em? Nếu mà mèo thần tài khổ A4 khoảng 4,5 triệu tới 6 triệu. Tùy theo cái hình như thế nào, còn nếu như thêm nền, thêm họa tiết xung quanh hơi khó một xíu thì cũng có thể 7 triệu em ơi. Đào tạo một khóa chi phí bao nhiêu ạ?
Dạ nếu mà khóa chọn gói bên em là vừa xăm hình, vừa xăm mắt môi mày mí rồi luôn á, vừa xỏ khuyên luôn là 35 triệu. Còn nếu như chia ra các ví dụ như có người chỉ học xỏ khuyên thôi thì 5 triệu, còn chỉ học mắt môi mày rồi này nọ thì 15 triệu, còn học xăm hình không á thì 25 triệu. Cứ vậy mà sắc nhỏ ra thôi bà con. Hello Luân, chuyển qua đi tu luôn à, tu đạo ù ù. Nhìn mặt tôi bà con thấy tu nổi không? Bà mẹ vô chùa này chỉ có phá chùa đó thôi, không có tu nổi đâu bà con. Thích chị lâu lắm rồi mà chưa đủ tuổi nên chưa qua ủng hộ chị. Ok, vậy chị chờ tới khi nào em đủ tuổi nha. Có nhiều người thích chị từ năm học cấp 2, mười mấy, 11, 12, 13, 14 tuổi rồi đã coi livestream chị tới khi học vừa xong 12 hoặc là học đại học là qua xong ủng hộ chị đó. Chị mãi chờ. Mí mắt em xăm đẹp chị thích như vậy. Hello chị, chị thích như vậy thì chị qua đây. Em mới xăm mí mắt cho chị kia. Chị có xăm rồi. Chờ em chút để em... Đây, hồi sáng nay em mới làm cặp mí mày đây. Là chị có xăm rồi, nhưng mà chị lại xăm nhỏ quá. Nên chị qua cho em xăm bự hơn, có cái đuôi mắt. Còn chân mày của chị thì bị xanh nên em đã làm lại nó màu nâu đó. Chụp hình lên mới làm thì nó đậm như vậy á, nhưng mà khi lột ra thì nó đỡ hơn. Đấy, còn mí mắt á, bây giờ người ta xăm cái kiểu này nhiều lắm, để mà đi chơi người ta đỡ phải vẽ đó bà con. Hello Luân, Tết ta không có về quê. Mày đang đâu? Mày đang Nhật hay mày đang đâu? Hay đang quê? À xin bữa nay xin off một ngày rồi. Xin ở đây làm với tôi cả mấy ngày Tết luôn. Bữa nay nó xin off để cho nó đi chơi. Nên sáng giờ tôi làm 3-4 khách rồi. Có một mình à bà con. Cứ hết khách này tới khách kia. Mới nghỉ xíu á. Nguyên con mảnh hổ xăm lên cái lưng bao nhiêu vậy mai vàng? Hello Võ Tuấn Anh. Nguyên một con mảnh hổ xăm ở cái lưng thì cũng có con cũng 25 triệu, cũng có con 35 triệu, tùy theo mảnh hổ như thế nào, màu hay trắng đen, lưng lớn hay lưng nhỏ nha Tuấn Anh. Dạ chân mày em xăm là 1,6 triệu, còn nếu mà dặm thì 1,2 triệu. Xăm mới là 1,6 triệu. Em ở đâu thành phố để chị biết khi nào chị rảnh chị qua. Dạ chị Giang ơi, em có ghim cái địa chỉ nè, số 51 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận Nhất nha. Con 7 tuổi mà hâm mộ cô lắm à. 7 tuổi mà biết coi livestream và comment là giỏi lắm rồi nha. À, một khóa học bên mình thì nếu mà học xăm hình thì khoảng 6 tháng á bà con. Xăm mí mắt có đau lắm không á? Dạ có thuốc tê. Thì khi mà kim nó vô tới trong này nè thì nó sẽ đau á. Tại vì thuốc tê á không có ủ vô tới trong này được, sợ nó lọt vô mắt. Nhưng mà nó đau cũng chỉ nhanh lắm, nó chỉ châm chích khoảng vài giây là xong rồi. Và giá xăm mí mắt của bên em nếu như xăm mí mà bự á thì 1,2 triệu, còn nhỏ thôi dạng như mí mỡ trồng ở trong hàng mi thì 800, còn nếu mà có đá đuôi nhỏ hơn của em xíu thì 1 triệu. Như cái mí mắt của cái chị hồi nãy là 1 triệu á bà con. Hello anh Trần Văn Khiêm, mai em ghé chị xăm hả? Anh xăm gì á, anh nhắn tin cho em được không? Rồi mấy giờ anh qua? Điêu khắc chân mày nam giá bao nhiêu? Dạ nếu mà chân mày dạng như làm sợi á thì 2,5 triệu nha bà con, 2,5 triệu một cặp. Bên chị xăm full tay bao nhiêu hả? À, kính tay bên tôi từ 12 triệu tới 20 triệu.
tùy theo cái hình, tùy theo cái tay lớn nhỏ nha bà con. Chị mở tiệm riêng à? Đúng rồi, đây là tiệm của tôi. Đó, tiệm riêng của tôi á. 5 lầu. Mới làm mà 2 lầu nhưng mà mùng 8 là tôi đã bắt đầu khởi công lầu thứ 3, thứ 4, thứ 5 rồi bà con. Tôi mới ra đây, tôi mới dọn ra riêng được tới ngày mai là được 2 tháng. Thì mới ra riêng thì tôi làm 2 lầu dưới. Tôi thuê một cái nhà 5 lầu. Thì bây giờ được 2 tháng rồi. Ngày mai, à không, mùng 8 chứ. Mùng 8 là tôi khởi công 3 lầu bên trên. Nên có gì bà con qua ủng hộ để tôi có tiền tôi cuốn chiếu nha bà con. Tại vì tôi không có nhiều tiền á, nên có nhiều thì tôi sẽ đầu tư nhiều, mà có ít tôi đầu tư ít á. Bây giờ cứ làm chút một, và tôi ước vọng của tôi là sẽ xây dựng ra một cái tiệm xăm lớn, tiệm xăm chuyên nghiệp với đội ngũ lớn, chứ không phải là chỉ là mở một cái phòng xăm nhỏ chỉ một mình xăm. Tại vì lượng khách của tôi lớn á, nên tôi muốn xây dựng một cái thương hiệu. Nói chung là tôi muốn thực hiện cái ước mơ mà đó giờ tôi đã ấp ủ. Tuy là chuyện tình duyên của tôi gãy, làm cho cái đoạn đường tiến tới cái ước mơ của tôi nó hơi bị gập ghềnh một chút, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ từ bỏ mà con. Trước kia cái tiệm cũ cũng đã trở thành một cái tiệm xăm lớn nhất Việt Nam với đội ngũ đông nhất Việt Nam rồi, nhưng mà giờ tôi ra riêng và bắt đầu lại từ đầu bằng con số 0. Tôi hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ tôi. Cái tiệm đó lớn như vậy á, cũng là một phần nhờ mọi người ủng hộ tôi bao nhiêu năm qua. Bây giờ mong cái sự tiếp tục ủng hộ của mọi người để cho cái ước mơ của tôi nè, vài năm nữa nó sẽ trở thành hiện thực. Hiện tại là bây giờ tôi cứ đổ cái niềm đam mê nhiệt huyết của mình vô thôi. Còn mọi việc là sẽ chờ vào cơ duyên may mắn với lại sự ủng hộ của mọi người. À, học trò tới. Trời ơi, mới gặp nó trên livestream đây mà giờ nó đã ở đây rồi. À, nó chạy như một con gió luôn á. Gì, đam mê thì có đấy, nhưng con khóc thì vẫn phải bế hả? Bạn biết không, mình đã bỏ rơi, thực sự là mình đã bỏ rơi con của mình rất là nhiều năm rồi á. Kể cả con khóc, con đau, con ốm, mình vẫn chạy theo đam mê của mình á. Cho tới bây giờ con mình đã 10 tuổi rồi mà chưa có cái Tết nào nó ăn Tết cùng với mình á, là mình đều dành thời gian của mình vô để cho mình phát triển công việc. Mình vẫn quan trọng công việc của mình hơn là thời gian ở bên con mình á. Tất nhiên là mình vẫn sắp xếp được thời gian cho con, nhưng mà nó không đủ. Nói chung là con của mình rất là thiệt thòi. Nhiều khi mình phải đánh đổi để có được sự thành công như bây giờ là là bao nhiêu năm qua mình đã đánh đổi á. Mình hy vọng là những cái mà đánh đổi của mình sau này nó không có bị vô nghĩa. Mình có cái suy nghĩ khác. Mình có suy nghĩ khác với mọi người một chút. Có người ta nghĩ là con là quan trọng nhất, cái gì cũng phải ở bên cạnh con à. Nhưng mà đối với mình ở bên cạnh con, mình không lo được cho con. Nếu như mình xa con một chút, mình gần con ít thôi, thì mình sẽ lo được cho con nhiều hơn. Thì mình sẽ chọn cái phương án 2. Thôi nói nữa má xúc động. Nhớ con mà con. Con khóc, con đau, con ốm này nọ. Những lúc đó mình buồn lắm. Khi nào em về nước em sẽ ghé chị. Ok, cảm ơn em. Tôi ở quận nhất nha bà con. Ước gì được khóc thật to hả? Thì ai đã làm mẹ mà lại là làm mẹ đơn thân nữa,
làm một người mẹ mà tự lo cho con của mình, tự lo cho cuộc sống con, tự vun đắp cho con chứ không có bàn tay của người đàn ông vô á, thì mới hiểu được cái tâm lý tôi mà người mẹ lại còn xa con nữa, một mình gồng gánh nữa, thì mới hiểu được cái tâm lý tôi. Còn bình thường á, dù là người mẹ đơn thân nhưng mà bố của nó lo được cho nó thì nó lại khác. Thôi đừng ai hỏi người yêu cũ nha, mệt quá. Em hỏi xăm mí mắt như chị hỏi xăm mí mắt như em giá bao nhiêu? Dạ như em là xăm lớn lắm, tại vì mắt em nhỏ mà em muốn cái mắt của mình rõ trên khuôn mặt thì phải xăm lớn. Xăm lớn như thế này là 1,2 triệu một cặp chị, còn xăm nhỏ hơn cũng có đuôi cũng dít lên thì 1,000,000 thôi chị. Chị cùng suy nghĩ với em hả? Cố gắng lên nha, tôi lên livestream này là tôi muốn cũng muốn để cho một số người đàn bà con gái, những người mẹ đơn thân mà đang bị trong trên á, thì chỉ cần mình cố gắng thôi. Bây giờ con của tôi á, tuy nó ít thời gian bên tôi nhưng mà nó, tôi thấy được cái tình cảm nó dành cho tôi rất là nhiều, nó rất là thương mẹ và nó biết tự lập. Nó khi mà ở bên cạnh tôi thấy nó biết điều lắm kìa. Mà nó lớn hơn so với tuổi của nó, cái đó cũng là một điều khiến cho tôi cảm thấy đỡ chạnh lòng, với mình cũng cảm thấy hạnh phúc, cũng có động lực để mình cố gắng hơn nữa. Chứ gặp nhiều đứa nhỏ mình xa con mà nó còn chướng nữa, mà nó còn mè nheo này nọ nữa là mình cũng cực nữa. Rồi cố gắng nha mấy chị em. Về tới Việt Nam chị qua nhờ em tư vấn nhé. Dạ ok chị Annie, em chờ nha. Mọi người xăm mí mắt qua đây em vẽ trước cho. Em vẽ trước cho nhiều kiểu, độ lớn, độ dài khác nhau. Mọi người ưng như thế nào thì mình làm như thế đó. Cảm ơn mấy chị em nha. Con chung hay con riêng hả? Con riêng tôi. Con là con riêng tôi đó, không có con chung với ai đó. Tôi chỉ đi xin giống rồi tôi đẻ thôi bà con, chứ tôi là không có đẻ con chung với ai đó. Tôi thấy giống được là tôi bập. Đau không chị ơi? Xăm mí có đau không hả? Không đau lắm. Màu môi của em bình thường em xăm màu đỏ cam, nhưng mà 6 năm trước rồi. Bây giờ nó ra màu hồng hồng. Còn cái màu này là màu em có đánh son dưỡng lên đó mấy chị. Còn bình thường môi của em cũng hồng, nhưng mà nó nhẹ hơn này một xíu. Xăm mí á, không có đau lắm đâu. Có thuốc tê mà, ai cũng chịu được hết trơn á. Đừng có nghe người khác hù là xăm đau lắm. Bây giờ thuốc tê nó giải quyết nhiều vấn đề lắm bà con. Chúc chị có buổi cuối tuần vui vẻ, thành công trong công việc cũng như cuộc sống nhé. Ok bạn Phi Đức, cố gắng lên nhé em. Dạ em đang cố gắng nè. Phải tích cực, phải cố gắng. Tất nhiên là khi mà gặp biến cố trong cuộc đời, nhiều lúc mình tiêu cực lắm, nhiều lúc mình muốn chết đi cho rồi á. Nhưng mà mình nghĩ lại, ủa chi vậy à, mình lại cố gắng nhiều hơn nữa. Mạnh mẽ lên, chuyện gì cũng ổn thôi. Dạ yeah. Ổn mà. Hiện tại bây giờ em đang rất ổn luôn á mọi người. Tuy là em mới mở tiệm mới thì vẫn còn nợ nần, vẫn còn công việc nhiều để mình đầu tư. Nó chưa đi vào hai chữ ổn định. Nhưng mà em rất là ổn luôn á, về tinh thần, ít nhất là về tinh thần. Còn về kinh tế thì em cũng không có phải là đói, cũng không phải thiếu thốn. Chẳng qua là mình làm nhiều tiền, nhưng mà mình lại đầu tư rất là nhiều tiền, cho nên thì tiền vô rồi tiền đi ra thôi, chứ không phải là mình bị thiếu, bị đói hoặc bị nợ nần dí này nọ, cũng không có chuyện đó bà con. Em đang rất là ổn luôn á, về con cái, về gia đình, về sự ủng hộ của mọi người.
rất là ổn. Bạn bè cũng trợ giúp rất là nhiều. Khi nào kinh tế ổn định hơn mình sẽ bù đắp cho con. Sau mà chị sau này lớn lên nó sẽ hiểu. Mong rằng sau này chị gặp được người nào đủ bao dung để bù đắp những thiếu thốn thiệt thòi mà bao năm qua con phải chịu. Ok, cảm ơn Nhã Phương, mình cũng hy vọng vậy. Bây giờ ai thương mình á, ai yêu mình á thì phải thương con mình trước, phải không? Và mình cũng như vậy đối với họ, nếu mà họ có con thì mình cũng thương con của họ, mình cũng lo cho con của họ. Nhưng mà con mình cũng phải được như vậy, chứ không phải là gặp cái người mà chỉ biết là mình lo cho con người ta thôi, còn con mình thì bỏ xó thì không bao giờ nữa. Một lần là quá đủ rồi. Có được bài học rồi. Chúc bạn năm mới phát tài. Chuyện không vui nên cho vào quá khứ, hiện tại và tương lai luôn, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc nha. Và cảm ơn chị Mai Trúc. Chúc may mắn trong cuộc sống và có thật nhiều khách hàng ủng hộ. Dạ, cảm ơn chị Phương Nguyên. Cảm ơn mọi người. Thôi nãy giờ chém gió mọi người cũng lâu rồi. Bây giờ em cúp livestream để em vô em làm việc với học trò đây. Chứ để nó xuống mà cô giáo rồi lo chém gió không dạy dỗ gì hết, nó chửi em chết. Vậy nha bà con, bữa sau tâm sự tiếp. Bye bye.